Xin chào mọi người, đây là bản tin Công nghệ Mobile City được phát sóng vào lúc 11:30 hàng ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin trình có cho bản tin ngày hôm nay. Chúng ta cùng đến với thông tin đầu tiên, Xiaomi khoe điểm AnTuTu cực khủng của siêu phẩm cận kề. Redmi dự kiến sẽ giới thiệu mẫu smartphone tầm trung mới mang tên là Turbo 3 vào ngày 10 tháng 4, tức là ngày hôm nay. Với chiếc máy này thì hứa hẹn sẽ làm mưa làm gió phân khúc cạnh tranh này nhờ sức hút siêu việt. Turbo 3 thì là sản phẩm đầu bảng của dòng Turbo của Redmi, chú trọng vào hiệu năng. Thiết bị này thì sử dụng con chip rất mới là 8S Gen 3 và viên ngọc thô này thì giúp chiếc máy đạt AnTuTu lên tới 1,7 triệu điểm. Một con số mà giúp chiếc máy vào hàng mạnh nhất hiện nay ngay cả khi so với các đối thủ dòng cao cấp. Bên cạnh đó thì màn hình cũng là AMOLED chất lượng cao, pin lớn 5500 mAh cùng công nghệ sạc 90W. Đây thì đều là những đặc sản thuyết phục game thủ và người dùng thường xuyên. Bộ 3 camera chụp ảnh đủ sắc nét cũng hứa hẹn đem lại trải nghiệm toàn diện. Nổi bật hơn cả là mức giá rất mềm để chiếm lĩnh thị trường, khiến các đối thủ khó có thể theo kịp. Với tiền lệ đã được chứng minh về giá cả trên chất lượng thì Turbo 3 hứa hẹn tiếp tục gây chấn động phân khúc trong năm nay. Tin tức tiếp theo, một sản phẩm của Apple vượt qua Samsung và iPhone đầu bảng. Nhờ một tiêu chí đang rất thịnh hành hiện tại, báo cáo mới nhất cho biết sắp tới Oppo sẽ giới thiệu chiếc smartphone mới có dòng A mang tên là A3 Pro với nhiều nâng cấp ấn tượng. Đáng chú ý là A3 Pro sẽ là một trong những thiết bị tầm trung đầu tiên trên thị trường sở hữu khả năng kháng nước và bụi IP69 cao nhất ngay cả khi so với chiếc flagship hiện tại. Bên cạnh đó còn là khả năng chống rơi cho thấy thiết kế của máy rất bền chắc. Về cấu hình thì A3 Pro cũng hứa hẹn đem lại trải nghiệm mượt mà với chip Dimensity 7050 kết hợp RAM 12GB và 512GB bộ nhớ trong. Màn hình thì là OLED tràn viền, tần số quét 120Hz cùng pin lớn là những điểm cộng giúp máy đáp ứng tốt nhu cầu giải trí cũng như là làm việc. Điểm mạnh của nhà Oppo vẫn là camera, khi cụm 3 camera sau 64 chấm được hứa hẹn là tái định nghĩa trải nghiệm chụp ảnh của dòng A. Với các thông số ấn tượng như vậy thì A3 Pro sẽ là một trong những lựa chọn tốt của người dùng tầm giá phổ thông, được ra mắt vào ngày 12 tháng 4 tới. Và bây giờ là thông tin cuối cùng trong ngày, một tính năng vô cùng hay ho trên Galaxy S24 mà những chiếc flagship đời cũ không có. Ngay sau khi mà Samsung ra mắt công nghệ nâng cấp Super HDR trên dòng S24, thì họ đã nhanh chóng xác nhận tính năng này sẽ không được triển khai trên các dòng S23 tiền nhiệm. Tìm hiểu một chút thì Super HDR là công nghệ cải tiến sâu từ Ultra HDR của Google, mang đến trải nghiệm chụp ảnh và xem ảnh sống động hơn đáng kể. Tuy nhiên thì theo đại diện của Samsung, lý do Super HDR không có trên S23 là do con chip 8 Gen 2 trên máy không có hỗ trợ công nghệ này. Đây chắc hẳn là một tin buồn đối với người dùng S23 khi họ đã phải bỏ lỡ tính năng quan trọng mà nâng cao trải nghiệm chụp ảnh khá đáng kể. May mắn là Samsung đã tích hợp Super HDR ngay trên chip xử lý mạnh mẽ và công nghệ màn hình mới của S24 để tận dụng trọn vẹn tiềm năng. Ok, vừa rồi mình đã tổng hợp một số tin công nghệ nóng có trong ngày. Nếu các bạn có gì đóng góp, hãy comment xuống phía dưới nhé. Đừng quên bấm like, subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.